Thôi bà cứ chuyển tiền cho tôi là xong, còn ốm đau là việc của bà. Đúng rồi đấy, bà cứ vòng vo làm gì nhiều, bà cứ chuyển tiền cho nhà tôi ấy, nhanh gọn lẹ từ sau đi. Không bà ơi, tiền nong ít hay nhiều cũng phải minh bạch để cho nó rõ ràng và sau cho nó dễ xử. Cái bà này sao vòng vo thế nhỉ? Có 190 triệu thôi mà bà cứ vòng vo nhiều nhỉ? Bà lại đưa cho thằng Hạnh, xong thằng Hạnh lại đưa cho mẹ con tôi à? Ôi giời ơi, sao trên đời lại có cái trường hợp éo le như của ông nhỉ? Dẫu gì cũng là người thân người thích, sao lại đối xử với ông như thế này chứ? Cháu chào ông. Ông ơi, ông hôm nay thế nào rồi? Ông khỏe chưa? Ông khỏe rồi cháu ạ. Vâng, như thế là tốt rồi đấy ông ạ. Ông ơi, thế hôm nay ông đã ăn cái gì chưa? Ông ăn cơm rồi cháu ạ. Ông ăn lúc nào? Ông ăn vừa xong cơm đây thôi. Cơm này à ông? Ừ. Để cháu xem nào. Đấy. Ê ôi, ông ơi, cái cơm này nó bị thiêu hết rồi ông ạ. Ông nên bỏ đi. Hôm nay cháu mang hộp cơm mới cho ông, để cháu lấy cho ông nhá. Ông ơi, cái này là cơm vợ cháu nấu nên là rất là nóng. Ông ăn luôn đi cho nó ngon. Cháu ơi, sao cháu tốt với ông vậy? Ông ơi, cái này là điều bình thường mà. Gặp người già với cả người có tuổi như ông ấy thì ai như cháu thôi. Ông ăn đi, cơm ông nhìn có ngon không ạ? Cơm ngon lắm, ông xin cháu nhá. Vâng, ông mời đi cho nó nóng ông ạ. Ừ. Ông ơi, cháu hỏi ông này, thế người nhà của nhà ông ấy không đi tìm ông à? Sao lại cứ để ông ở như thế này? Cháu ơi, người nhà đuổi ông đi không xong, còn đâu mà tìm ông nữa cháu ạ? Ôi dồi ôi, sao trên đời lại có cái trường hợp éo le như của ông nhỉ? Dẫu gì cũng là người thân người thích, sao lại đối xử với ông như thế này chứ? Cháu ơi, số phận của ông nó hỏng hiu nên ông không oán trách ai cả. Ôi dồi ôi, ông nói còn không nên lời nữa cơ. Cháu thấy tình hình sức khỏe của ông như thế này là ông ấy không ổn đâu, không trụ được bao lâu đâu ông ạ. Cảm ơn cháu, như cuộc sống của ông như vậy là không còn ý nghĩa gì cả cháu ạ. Cháu đã bảo ông bao nhiêu lần rồi, ông đừng có mà bi quan như thế. Như cháu đây này, không có bố, không có mẹ từ nhỏ. Nhưng mà cháu ấy, nếu mà có bố mẹ từ nhỏ ấy, thì cháu cũng sẽ trân trọng và yêu thương những người bên cạnh cháu. Ô, vậy cháu không có cha có mẹ à? Vâng ông ạ, cháu ấy là bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên là cháu cũng không biết được ấy là cái tình yêu thương của gia đình như thế nào. Nhưng mà ấy, bây giờ cháu cũng quen rồi ông ạ. Cháu ơi, cháu là con người tốt, cháu cố gắng lên cháu nhá. Vâng ông ạ, cháu phải cố gắng thôi, tại vì cháu còn vợ còn con nữa cơ mà. Mà ông ơi, ông đợi cháu tí. Đây, cháu có cái áo khoác cũ, ông mặc vào cho nó đỡ lạnh. Mùa đông đến rồi ông ạ, ông nằm ở trên này lạnh lẽo lắm. Ông mặc vào đi. À ông quá, ông xin cháu nhá. Vâng, ông mặc thử vào đi, xem là nó có vừa không. Đây, ông không xỏ vào, xỏ tay bên này. Áo này buổi tối ông ngủ ở đây không sợ lạnh nữa rồi ông ạ. Cháu ơi, áo này mặc ấm lắm cháu ạ. Vâng ông ơi, tuy là cái áo nó cũ thôi nhưng mà mặc là nó ấm lắm ông ạ. Cháu ơi, hôm trước cháu cho ông một lọ mực, ông ăn hết rồi, ngon lắm cháu ạ. Ui giời ơi, ông ăn nhanh thế, mực hấp cốt dừa của nhà cháu ấy ngon đúng không ông? Hôm sau ấy cháu đi qua đây cháu mang thêm cho ông nhá. Cháu ơi, cháu để mà bán, cháu mang đồ ăn như thế này là nhiều lắm rồi cháu ạ. Thực ra ấy, nó cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu ông ạ. Cái này ấy, là nhà cháu bán mà. Thú thực với ông ấy là nhà cháu cũng chẳng khá giả gì cả. Nhưng mà thấy ông như thế này ấy, cháu thương lắm ông ạ. Thôi bây giờ như này nhá, cháu đi giao hàng đã. Ngày mai ấy, cháu quay lại đây tiếp ông nhá. Ông cảm ơn cháu nhá, chúc cháu buôn may bán đắt nhá. Vâng, cháu cảm ơn ông. Thôi cháu chào ông nhá. Hai thằng mày đi theo tao. Nhưng mà tự dưng mẹ bắt bọn con xuống đây làm gì nữa? Đi đoạn nào thì đi đâu nữa? Nhưng mà bà ơi, cái nhà này cái nợ làm gì bán rồi. Mẹ ơi, bà có nợ tiền mẹ đâu mà mẹ đòi. Cái số tiền đấy nó ảo lắm, chắc gì đã đòi được. Bà hứa mất 2 ngày bà lên bà giặt nhà nhà tao, mà đến một tuần nay chả thấy bà lên gì cả, bực hết cả mình vậy này. Mẹ, cái số tiền này để bà tự nguyện trả thì tốt hơn đấy. Tao không cần biết, chúng mày cứ đi theo tao. Ui giời. Này cái bà kia, bà đâu rồi, bà định trốn à? Ôi mẹ ơi, không ai chưa, khéo bà trốn hết rồi ấy. Bà ơi, bà phát thanh lại lần nữa xem nào. Bà Đinh Thị Hòa đâu rồi, ra đây để trả nợ. Ây là, cái bà này bà định trốn nợ sao mẹ? Gọi không thấy thưa, bà Hòa đâu, ra đây. Thôi hai thằng mày theo tao vào trong nhà xem bà đâu. Ôi mẹ ơi, bà ấy ốm sao này? Hóa ra bà nằm đây à? Ôi trời ơi, bà với các cháu xuống đây có việc gì vậy? Sao bà bảo 1-2 ngày bà lên bà trả tiền cho tôi, mà bây giờ một tuần rồi mà chả thấy bà lên, bà bị bà. Bà ơi, mấy hôm nay tôi tụt huyết áp, tôi đang nằm liệt giường nên chưa đi đâu được, bà thông cảm. Ôi trời ơi, tụt huyết áp á? Kéo bà giờ vờ để trốn tránh nợ nần gì có ấy, làm gì có tụt huyết áp.
Không bà ơi, tôi nói thật mà, có sao nói vậy, tôi không nói dối đâu mà bà đừng nghĩ xấu cho tôi. Thôi bà cứ chuyển tiền cho tôi là xong, còn ốm đau là việc của bà. Đúng rồi đấy, bà cứ băng qua làm gì nhiều, bà cứ chuyển tiền cho nhà tôi ấy, nhanh còn lẹ từ xong đi. Thôi bà với các cháu cứ về đi, để vài hôm nữa tôi khỏe, tôi sẽ lên nói chuyện với gia đình ở trên đấy và có cả cháu Hạnh nữa. Ơ cái bà này sao vòng vo thế nhỉ? Có 190 triệu thôi mà bà cứ vòng vo nhiều nhỉ? Bà lại đưa cho thằng Hạnh xong thằng Hạnh lại đưa cho mẹ con tôi à? Không bà ơi, tiền nong ít hay nhiều cũng phải minh bạch để cho nó rõ ràng về sau cho nó dễ xử. Mẹ ơi, vụ này khó nhằn hết đấy. Cũng khoai đi con ạ. Bà với các cháu cứ về đi, không phải sốt ruột đâu, ngày mai tôi lên. Bà ơi, bà ơi, bà hứa ngày mai bà lên kìa, nhớ bảo bà ấy mang cả tiền mặt lên nhá. Nhớ chốt hả nhá, mai bà lên, bà cầm cả tiền lên nhá. Chúng mày đi về. Thôi đi về mẹ ơi.